nhé, chào các bạn, mình là Linh đây. Và trong lần này mình sẽ cầm theo khẩu shotgun VIP và test thử về cái chế độ bắn người. Trước giờ mình toàn bắn giòn, như các bạn thấy là mình vừa bắn một viên rồi nhé, chỉ một viên thôi. À, rồi ôi chớp nháy đỏ luôn, nhưng mà mình có 4 máu. Một viên mà chết được người quá là kinh luôn các bạn. Từ từ vào đây, rồi ôi, 4 máu mà vẫn giết được một mạng, thế là ngon rồi các bạn. Ok, mình sẽ thử bắn người xem nó bá đạo mức nào rồi. Bắn zon thì các bạn đừng hỏi rồi, nó quá là kinh. Nhưng mà bắn người thì vì thế là nó cái sát thương nó dồn rồi. Rồi ôi ngon kìa, ai ơi, rồi chuẩn 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 ngon vãi. Nhưng mà nó chỉ dồn sát thương nhanh ở cự ly gần thôi các bạn, tức là bắn nó gần thì nó cái level bá đạo của nó sẽ là level max, nhưng mà bắn xa thì mình nghĩ là nó bắn như mũi đốt ấy, bắn như bắn ruồi ấy. Rồi chạy, trời ơi, không, không kịp chạy. Mình cố dướn lại người để bắn nó cái con kia nữa là không không chạy nổi. Ôi phế vãi. Kể cả một cự ly khá là xa nhưng mà nó cự ly mình nghĩ là trung bình thôi. Nếu mà cự ly xa tầm khoảng trung bình thì vẫn giết được. Ok các bạn. Ôi sướng lắm, bắn cự ly xa kiểu nó vẫn cực kỳ là đau ấy. Khác hẳn, nó khó hoàn toàn với kiểu Jackhammer hay là mình không so sánh với Detroit. Detroit mình nghĩ là nó không không kém là mấy đâu, chứ là Jackhammer thì mình nghĩ là bắn tỏa hơn nhiều các bạn. Ui khả là bắn bắn ruồi thần thánh luôn. Bắn cả bắn ra lên chết một thằng, các bạn thấy chưa, bắn cứ đi xa nha. À, thằng cỏ là đang mù mình đây, sổ ôi lại sò rồi, bạn cứ chôn đang mù nhỉ. Ui, mình để né qua mù cuối cùng này, đi vào cái đường mà đầy dễ chết chóc này. Ôi nó to rồi. Chết tươi, sao giết Linh à. Ui một viên rồi bạn ạ. Ui hai viên, nhưng mà bắn chưa trúng hết, tức là mình bắn đấy 90 máu đấy, là mình có kiểu bắn trúng viên viên người nó ấy, chứ không phải bắn vào trọng trọng tâm người nó thì dính cả viên. Hai hai mạng mà còn có bom rồi này, ui đau ấy. Trời ơi, phê. Cứ 1 đến 2 viên là chết. Không hiểu vì sao chết luôn đấy chứ. Ui 26 mạng, 26 mạng rồi bạn. Nhanh vãi. Ui hàng hàng, nốt rồi. Giờ nó còn lục ra chứ, nốt thằng kia phải đẹp không? Đùa. Nhỏ vậy. Cổ bom nó khỏe vậy. Ui đông đấy, đông nhưng mà nó xa quá. Xa này bắn bắn không không nó không, không ăn thua mày. Trời ơi. Trời ơi. À. Rồi ơi. Con bom nháy đỏ rồi. Nói chung là bắn cái map này nó kiểu nó nhỏ mà nó khá là nhiều hẹp. Thì bắn sướng cực luôn cái khẩu rách này. Ui. Ui chết lần thứ hai luôn này. Chết. Thằng ấy nó giết mình hai bạn liên tục luôn. Cay à. Thình niên chơi xấu ấy, nó núp ôi một viên rồi nhá. Chết rồi. Chết. À khổ đấy. À Ok. Rồi chuồn. 4 kill luôn, ngon vãi. Khổ đấy, đi bị thôn nó là quá là hợp bộ luôn. 6 kill rồi. Ghê đấy. Rồi. Hay đạn hơi hơi chậm nhỉ. Với cả nó khổ này nó khá là nặng, nên là khi mà các bạn di chuyển ấy, khi mà nó lừa tránh đạn nó không 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 ổn, không ổn lắm, bởi nó nặng, nó sẽ ghi tốc độ di chuyển lại. Ui kìa hàng kìa. Ui xôi ôi chạy chạy. Ui phê vãi luôn bạn, sướng vãi. Trời ơi đông nhờ. Đông nhờ, 6 kill. Ô đây đây đây. Giết. Ây da.
Cũng như mình chơi mấy cái map này thường thì có những thường hay có những cái thằng mà bán sniper ấy, bán rất là ghê luôn nhá. Phải công nhận một điều là chúng nó bán sniper ở cái map này rất là kinh. Phải. Ba mạng rồi đấy. Đáng lòng rồi đấy. Hơi bị cay rồi đấy. À, mình toàn đạp đạp chết cái thằng mà kiểu trả thù ấy. Tao bao đáp bao trả thù ghê vãi. Là điểm ghê vãi. Ủa đều. Trời ơi. Móc lốp, nói chung là móc lốp một cái khẩu này được thì... nó gọi là phải là quá đã. Không chết. Đi móc lốp, đi móc lốp. Khẩu này chỉ thích đi móc lốp được các bạn. Cứ xả thẳng một người sướng cực. Cố lên, sắp thắng rồi. Giờ đây, giờ đây. Trời ơi, một viên. À, để chúng nó xả. Ôi. Cố lên trời ơi, sao team mình thì bị thọt xuống rồi. Cố lên. Ôi giời ơi, gồng gánh thế mà không không gánh nổi team các bạn. Mình mà có 100 mạng thì mình ăn hơn hơn cả 50% mạng số mạng rồi thế mà vẫn không thể gánh lên được. Clip về review đến đây kết thúc, các bạn xem nhớ like, share, ủng hộ mình nha. Bye.